bánh mì bà con. Bánh mì là rất phổ thông, bán trong hẻm, ngoài đường, nơi nào cũng có đặt xe bánh mì. Dọc dọc theo đường cũng có, mà có rất nhiều. Nhưng mà có những người thế này thì không ăn được bánh mì bà con nha. Chứ không phải là bánh mì nó tốt, là nó tốt cho ai ăn được hết. Bánh mì nó chứa một hàm lượng tinh bột cao, là một loại cholesterol xấu, làm nguy hại đến sức khỏe, làm nguy hại đến huyết áp cao cho người có tiểu đường và tim mạch. Đó là những người này là không ăn, không ăn khi bị đau dạ dày. Những người đang bị tiểu đường type 2, tim mạch, huyết áp, giảm đường huyết, làm cholesterol xấu, làm cho mệt mỏi con người. Đó. Cho nên hệ thần kinh nữa khó hấp thụ, cho nên dinh dưỡng hay là táo bón, thừa cân, béo phì là cũng không nên ăn. Mà có ăn được là những người còn lại là một ngày chỉ một ổ ăn 5 ngày, phải nghỉ 2 ngày. Mặc dù bánh mì nó rất phổ thông nhưng mà cũng phải dùng như vậy để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Những người ta thấy không nên ăn bánh mì là chứa hàm lượng tinh bột cao, là một loại cholesterol xấu, làm nguy cơ đến huyết áp cao, tiểu đường, tim mạch. Nhưng mà không ăn là những người không nên ăn là đau dạ dày, người bị tiểu đường type 2, tim mạch, huyết áp, giảm đường huyết, làm tăng cholesterol, mệt mỏi, hệ thần kinh, khó hấp thu dinh dưỡng, hay là táo bón, hay là thừa cân, hay là béo phì. Bà con ơi, ăn thì chỉ ăn một ngày một ổ, ăn 5 ngày thì phải nghỉ 2 ngày, thì như vậy nó sẽ tốt và tốt cho sức khỏe của mình. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào.